chào các bạn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện Gà Tơ Đi Học. Các bạn cùng nghe mình kể nhé. Câu chuyện Gà Tơ Đi Học. Buổi sáng, gà mẹ gọi gà tơ. Con trai bé bọng ơi, mau dậy đi học nào. Nhưng gà tơ cứ nắm kịt mắt, phụng phụng. Con buồn ngủ lắm, cho con ngủ thêm một lúc nữa. Gà mẹ dỗ dần, phải dậy đi học trước con. Gà tơ đáp, con biết chữ rồi mà, o tròn như quả trứng gà, phải không à? Nói rồi, gà tơ lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ngày nào gà tơ cũng dậy muộn như thế. Lúc tỉnh dậy thì các bạn cuốn bông, hịch xám, mèo tam thể đã đi học cả. Gà mẹ lại đi kiếm mùa vắng, gà tơ lại lang thang đi chơi, không chịu đến lớp. Hôm đấy, cô gà mái mơ tổ chức cho cả lớp đi cắm trại. Vì gà tơ không đi học nên cô đã nhờ hịch xám mang giấy thông báo đi cắm trại về nhà cho gà tơ. Gà tơ cầm tờ giấy xoay ngược, xoay xuôi, nhưng chẳng hiểu gì. Chỉ thấy có rất nhiều quả trứng. Quả thì có rau, quả thì có đội nón, quả là có mắc giải. Nó nghĩ, ôi da, chữ thì cũng như những quả trứng thôi, có gì đâu mà học. Và quảng tờ giấy đó đi. Đến hôm cắm trại, cả lớp chờ mãi vẫn không thấy gà tơ đến. Đến khi ông mặt trời tự đắng vàng rực, cả lớp mới lên đường. Các bạn nhỏ dựng trại bên bờ hồ nước trong xanh và bố hát thật vui vẻ. Bỗng cuốn bông vẫn tai lắng nghe, hình như có tiếng ai khóc ở đâu đây. Cả lớp ùa đi tìm thì thấy gà tơ đang ngồi khóc thút thít bên bụi chuối. Thì ra gà tơ đi chơi xa, bị lạc đường, không về nhà được. Mèo tạp thể hỏi, tại sao bạn lại ở đây một mình? Cuốn bông cũng hỏi, chúng tớ chờ cậu mãi, sao cậu không đi cắm trại cùng cả lớp? Gà tơ đáp, vì tớ không biết. Vì xám nói ngay, tớ đã đem giấy thông báo đi cắm trại của cô gà mái mơ đến cho cậu mà. Lúc này, gà tơ mới nhớ ra tờ giấy ấy, nhưng cậu ta không biết đọc lên. Chẳng biết đó là tờ giấy thông báo đi cắm trại. Gà tơ nghĩ tất cả chỉ tại mình không chịu đi học nên không biết chữ thôi, và cảm thấy rất xấu hổ. Lúc đó, cô giáo gà mái mơ đến xoa đầu gà tơ rồi nói, con chịu khó đi đọc rồi cũng sẽ biết đọc, biết viết như các bạn mà. Gà tơ ấp úng xin lỗi cô giáo và hứa sẽ đi học thật chăm. Từ đó trở đi, chẳng đợi mẹ phải gọi, hôm nào gà tơ cũng dậy thật sớm để đi học. Cậu ta còn sợ bạn nào quên không đến lớp, đến sáng nào cũng giấy gáy để gọi các bạn cùng dậy nữa. Câu chuyện gà tơ mình kể nên là hết rồi. Chúc các bạn ngủ ngon.